Ủy ban bầu cử Thái Lan tuyên bố không thể tổ chức các cuộc bỏ phiếu bổ túc trong khi vẫn còn biểu tình. Tin từ Bangkok, Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm nay nói rằng họ không thể tổ chức các cuộc bầu cử bổ túc trong khi tình trạng xung đột và bất ổn tiếp diễn một ngày sau khi người Thái Lan đã đi bỏ phiếu. Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban bầu cử tiếp tục cho đến khi tất cả các cuộc bỏ phiếu được hoàn tất. Ủy viên bầu cử ông Somchai Sithuthiyakon trả lời rằng, trước hết, chính phủ cần phải trả lời cho Ủy ban bầu cử là khi nào thì cuộc xung đột và bất ổn chấm dứt. Một khi tình trạng bất ổn và xung đột chấm dứt, thì ủy ban có thể tổ chức một cuộc bầu cử mới trong vòng 7 ngày. Mặc dù đảng cầm quyền của Thủ tướng Dinh Luật chắc chắn giành chiến thắng, nhưng đã không có đủ ứng cử viên ghi danh để có đủ số dân biểu trong quốc hội mới sau cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc bỏ phiếu cho đến khi tất cả các ghế tại quốc hội đều có dân biểu, và quá trình này có thể mất đến 6 tháng. Có nghĩa là trong thời gian này, bà Dinh Luật sẽ vẫn là một thủ tướng lâm thời, không có thẩm quyền quyết định chính sách. Ông Somchai nói thêm, nếu bất ổn chính trị tiếp tục, cuộc bầu cử sẽ không giải quyết được tình hình. Ủy ban bầu cử cho biết, cuộc bỏ phiếu đã bị gián đoạn tại 69 trong số 375 khu vực bầu cử trên cả nước, ảnh hưởng đến 18 trong số 77 tỉnh. Kết quả cũng như số lượng cử tri đi bầu đã không được công bố. Ủy ban bầu cử cũng cho biết, họ dự kiến sẽ có hàng loạt các khiếu nại pháp lý về sự hợp pháp của cuộc bầu cử.